Em xin chào cả nhà nha. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 ạ. Em lên cho cả nhà mà và mẫu đồng hồ cho cả nhà mình lựa nha. Bên em thì cọc chuyển khoản đi hàng cả nhà. Cả nhà tin tưởng em chuyển khoản hết em bao ship à. Rồi em lên cho cả nhà cái con nữ đi nha. Con nữ này là con của Oren nè, cái dòng Oren nè. Mặc rất là đẹp nha cả nhà, mặc có cái bông nè. Mặc lụa nè. Có bông nhìn đẹp lắm cả nhà. Con này size mặc của nó là 24 à. Máy Nhật nha. Con này là chuẩn chuẩn da băng nha cả nhà, chuẩn da băng luôn nha. Dây còn rất là đẹp luôn nè. Dây khóa nguyên rin hết nha. Dập hiệu luôn. Dây còn mới nha cả nhà, độ mới cao nha. Cái mặt rất là đẹp luôn nha. Bông nè cả nhà. Cọc số học trò mà có bông nữa nha. Nhìn rất là đẹp luôn nha. Rồi con này tay mấy chị khoảng chừng 14.5 giống như tay em là đeo dừa nha. 14.5 là đeo dừa nha. Rồi con này độ mới cao à. Em bán cho cả nhà mình với giá là 450k mã số 33. Cả nhà mình lấy con này thì nhắn tin qua Zalo giúp em nha. Zalo em có ghi dưới phần miêu tả cả nhà. 450k mã số 33. Rồi mấy chị chốt con này đeo là rất là đẹp luôn nha. Rồi em qua mẫu á. Em lên cho mấy chị thêm một con Kitigen này nha. Cái này là Quika nè. Con này thì ủa con này cái mặt đẹp ghê, cái mặt lụa hay sao cả nha. Cái mặt lụa mà nấy như nè. Hai ô cửa lịch luôn nha. Con này hai ô cửa lịch nè. Mặt rất là đẹp nha. Cái này hình 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 bầu hay gì á. Size của nó là 24 à. Size 24. Con này dây còn rất là đẹp nha. Dập hiệu nè, khóa dập hiệu luôn nha cả nhà. Đẹp lắm nha cả nhà. Cũng mới con cao à. Cái này á còn đẹp lắm nha. Còn chưa bung bung siêu lên nữa nè. Kitigen. Rồi. Con này tay mấy chị cũng khoảng chừng 14.5 đổ lại là đeo ok nha. Tay 14.5 đổ lại đeo ok, tay 14.5 là đeo. Vậy như cũng nó cũng vừa nhưng mà nó hơi chật chật xíu á, như tay chị nào nhỏ khoảng 14 là đeo đẹp nha. Rồi con này độ mới còn cao cả nhà, em bán cả nhà mình với giá là 500k mã số 40 à. 500k mã số 40. Cả nhà mình chốt con này thì nhắn tin qua Zalo giúp em nha. 500k có một con đồng hồ xịn đeo nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Rồi em lên cho cả nhà mình tiếp thêm một con Viruno nha. Con này là pin solar nè. Chuẩn chứ. Con này là da băng mod cắt in China nha. Là linh kiện phụ kiện của Nhật mà sản xuất tại nhà máy của China nha cả nhà. Con này độ mới còn cao nè. Size mặt của con này là 27 cái nha. Cọc số học trò nè. Ở chính cái chính giữa của nó nè, nó có một dạng màu xám xám á cả nhà. Thấy không? Mà rất là đẹp luôn nha. Mặt rất là đẹp luôn nha. Như tay con này thì còn dài à, dài lắm à. Rồi em bán cả nhà mình con này với giá là 380k mã số 17 à. 380 mã số 17 cả nhà. Chốt con này thì nhắn tin qua Zalo giúp em nha. Rất là đẹp luôn à, 380 mã số 17 ạ. Em lên tiếp cho cả nhà mình thêm con nữ nó đi ha. Em lên cho mấy chị thêm một con nữ, con Casio Watch nè. Con này là siêu mặt nhỏ luôn. Mặt rất là nhỏ nha. Mặt có 10 19 là cả nhà. 19 20 28. Dán tăng nha. Dây thì còn mới đẹp lắm nè. Dây còn mới đẹp nha cả nhà. Này là siêu mỏng luôn. Nè, siêu mỏng luôn nha. Rồi, con này độ mới mặt lụa nè, mặt mặt kiểu như mặt có sọc caro nè cả nhà thấy không? Mặt rất là đẹp luôn nha. Lên tay cho mấy chị nữ mà thích mà nhỏ nhỏ xinh xinh á thì chốt con này về nha. Giá là rất là sinh viên luôn.
có 150, em bán 150 mã số 8 nha. Cả nhà lấy con này thì nhắn tin qua Zalo giúp em nha. 150 mã số 8. Rất là xịn luôn nha. Máy Nhật nha, em bao cả nhà máy Nhật hết nha. Rồi, em hết cả nhà. À, em bên em thì cặp chuyển khoản đi hàng cả nhà. Cả nhà tin tưởng em chuyển khoản hết thì em bao ship à. Cả nhà thích video của em thì cho em xin một nút like và đăng ký kênh của em nha cả nhà. Rồi, em xin chào cả nhà.